Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NVN Vlog. Hôm nay mình đang trên đường đến một cái địa danh trên đảo Lý Sơn, đó là cái cổng Tò Vò các bạn. Thì cái cổng Tò Vò nó bắt đầu từ hàng triệu năm về trước, khi cái nham thạch gặp cái nước biển đông cứng lại và nó tạo nên cái vòm đá vô cùng độc đáo ở Lý Sơn các bạn. Thì đây là một trong những cái địa danh mà thường được các du khách check in trong cái mỗi dịp mà đến thăm đảo Lý Sơn. Thì cái cổng Tò Vò thì là khi mà các bạn từ đất liền mà vào tới đảo Lý Sơn, thì khi mà các bạn bước chân lên cầu cảng thì các bạn sẽ rẽ trái và men theo cái đường nhỏ, và cái đường này thì cũng là cái đường dẫn đến cái chùa Đục luôn các bạn. Trên đường đi thì các bạn sẽ thấy cái cổng Tò Vò nó ở bên tay trái, thì nhìn nó vô cùng đẹp. Và cái cổng Tò Vò thì nó tức là từ mặt biển các bạn, thì từ cái chỗ mà chân của nó mà lên tới cái bên trên thì cái vòm ấy, thì nó cao khoảng 2,5 mét. Và phải công nhận là đây là một cái món quà mà gọi là thiên nhiên đã ban tặng nơi đây, vô cùng độc đáo và hoàn toàn không hề có một cái tác động nào của bàn tay con người hết. Thì xung quanh cái cổng Tò Vò là những cái bãi đá nham thạch đen và rất là sắc các bạn nhé, và nó đẹp và có sức hút mạnh đến với mọi người. Và bản thân mình thì cũng đã có một cái trải nghiệm tuyệt vời ở cái cổng Tò Vò này, và nhìn từ đứng từ phía nam của cổng Tò Vò nhìn về đảo Lý Sơn thì đấy là cái làng chài. Làng chài này thì cũng rất đông. Và còn từ về phía bắc là cái giếng Tiên, nơi mà có cái chùa Đục các bạn nhé. Chùa Đục và cái đỉnh Liên Tự các bạn. Mình sẽ có cái video về chinh phục cái điểm Liên Tự. Nơi cái chùa Đục thì cái cảnh đẹp Lý Sơn cũng rất nổi tiếng. Cái cổng mà nằm ở gần biển, nhìn ra biển các bạn. Khi mà trèo lên cái Liên Tự thì tức là các bạn đi qua chùa Đục và lên cái Liên Tự thì nhìn được những cái toàn cảnh ở về phía biển. Và một cái điều đặc biệt mà các bạn thấy ở những cái bức ảnh ở trên mạng chia sẻ rất nhiều, đó là những cái ảnh và bình minh hoàng hôn. Thì ở đây thì là một cái địa danh gọi là thiên đường chụp ảnh các bạn nhé. Và các bạn sẽ bắt gặp được những cái thời khắc mà mặt trời nó mọc trên biển hoặc là lặn, thì các bạn đều phải đứng ở hai bên để chụp được những cái thời khắc này. Hôm nay thì mình có mặt vào lúc 17:45 đến khi mà trời lặn, thì các bạn sẽ có những cái hình ảnh mà mặt trời nó vừa tầm ở cái, tức là cái khoảnh khắc này thì mặt trời nó nằm ở bên trong cái hang tò vò các bạn nhé. Thì sẽ có một cái bức ảnh, tức là cái ánh sáng nó kết hợp. Thì thường ở đây thì mình thấy có rất nhiều bạn trẻ là chuẩn bị cưới, và các bạn có đến đây và cái thời khắc này thì các bạn chụp những cái bức ảnh cưới luôn các bạn nhé. Mình cũng tranh thủ quay một chút video và cũng lưu lại một vài cái hình ảnh cùng với người thân. Và các bạn lưu ý là cái mình nên đến sớm lên một chút ha, đến sớm trước 5 giờ chiều, thì cái thời điểm này thì các bạn có thể thấy là cái mặt trời nó vừa, cái khoảnh khắc này mặt trời nó vừa đến cái ngang ở cái chỗ bên trên cái cổng các bạn. Thì các bạn tạo dáng ở trên bàn tay hoặc là nói chung rất nhiều những các cái tư thế để các bạn có thể tạo những bức ảnh thật là đẹp ở cái khoảnh khắc này. Và video hôm nay thì mình xin kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại các bạn những kỷ niệm rất đẹp và khoảnh khắc chớp lại những khoảnh khắc tốt để có những cái bức ảnh rất đẹp khi đến với đảo Lý Sơn và
đến với cổng tò mò các bạn ạ. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người yêu. Và các bạn đừng quên like và cho biết ý kiến của các bạn ở dưới video. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chúc các bạn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. We'll be right back.